Cái này đẹp thật đó con. Đẹp ha. Còn thế bún. Ờ, dạ. Anh à, đưa tay cho em. Ôi trời, ôi trời ơi, vừa quá ý luôn. Thế bún mà con đeo đẹp quá. Nè anh à. Không có chuột Mickey. Bác đã cố gắng nhưng mà không biết con có thích không. Chủ tịch đã chuẩn bị từ bao giờ vậy? Con thích lắm. Vậy sao? Ôi trời ơi, may quá đi. Giả lại, những con thú này là báo vật của Thê Bùn đó. Dạ không sao đâu. Nhưng mà không biết anh Thê Bùn có thích phòng này hay không? Thằng bé nói là thích. Dạ. Còn đây cho con. Dạ, đây là gì? Khi bác làm đám cưới, bà Thê Bùn đã trao nó cho bác. Bác muốn trao nó lại cho con dâu tương lai. Mong là con chăm sóc tốt cho Thê Bùn.